Những ngày này, một trang trại tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đang vào mùa thu hoạch dưa lê Hàn Quốc. Với diện tích là 0,7 hecta nhà kính, trang trại thu hoạch được từ 3 đến 4 tấn dưa một vụ, với giá bán trung bình là 70.000 đồng một ký, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Theo anh Nguyễn Văn An, kỹ thuật viên tại trang trại, cây dưa lê Hàn Quốc một năm trồng được một vụ, bắt đầu từ tháng 3 và thu hoạch vào tháng 7 hàng năm. Khó nhất là giai đoạn mà thuốc phấn nấu quả. Bởi vì nó ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Thứ nhất là thời tiết, và thứ hai là dinh dưỡng. Thời tiết đẹp thì tỷ lệ phấn và đậu nó sẽ cao hơn so với bình thường. Nếu mà thời tiết âm u thì mình phải tranh thủ bóng nào phấn hương thì mình phải tranh thủ đi thu. Bởi vì là cái giống dưa này ấy, thì âm nó sẽ có thu phấn hơn, nên là mình phải thu phấn như bọn tay hết. Trái dưa lê Hàn Quốc kỳ chính dài khoảng 10 cm, thường có trọng lượng khoảng 0,4 đến 0,5 kg. Với diện tích 0,7 hecta nhà kính, trang trại thu hoạch được từ 3 đến 4 tấn một vụ dưa. Với giá bán khoảng 70.000 đồng một kg, cho doanh thu bình quân là 250 triệu đồng. Nhiều du khách khi đến đây rất thích thú với trải nghiệm tự hái dưa tại vườn. Tôi cũng mua về là sản phẩm để thử xem sản phẩm như thế nào, và sau đó thì tôi sẽ, nếu mà sản phẩm nó ngon, nó tích cực thì tôi sẽ giới thiệu những người khác đến để tham quan và sử dụng sản phẩm tại đây. Dưa lê Hàn Quốc kỳ chính sẽ có mùi thơm đặc trưng, ruột trắng, hương vị ngọt dịu. Với thành công trong mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc, trang trại đã cung cấp cho thị trường trái dưa lê chất lượng cao, đồng thời trở thành điểm du lịch được nhiều người tìm đến trải nghiệm.